Giờ này vẫn chưa tới nữa, yêu mới trả được, bực hết cả mình. Mặc váy vào đi, lát anh qua đón đi chơi. Anh ơi, quay cho em cái chia này. Ui, hay quá anh ơi, đây này. Chia nào? Chạy váy ấy. Ờ, ok. Quay cho em nhá. Thế đi ra kia quay. Yeah. Em yêu sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi. Đấy. Anh bấm quay đi nhá. 2, 3, diễn. Ôi, mỏi quá. Anh yêu ơi, đâu em xem nào. Đấy, đây. Đấy. Anh yêu ơi, đẹp quá. Đẹp không? Đẹp. Kiểu này á, kiểu gì cũng triệu view em ạ. Thế này á, em đang ở triệu view ấy. Chả thế. Cảm ơn anh yêu nhá. Thôi, đi họp lớp với nhà này không muộn. Đi. Đi. Bạn Bách ơi, ơi, hôm nay đi họp lớp không biết có đông không nhỉ? Ui, thường ý, chắc phải đông đấy bà Hoàng ạ. Mà bạn Bách ơi, không biết cái thằng Hưng Vlog nghèo hèn ngày xưa hôm nay có dám đi họp lớp không nhở? Tớ nghĩ cái thằng Hưng Vlog nghèo hèn ngày xưa với chị sẽ làm chắc là không dám đi đâu bà Hoàng ạ. Ờ, thôi đi. Ồ, anh ơi, hả? Kia phải thằng Hưng Vlog không nhở? Đúng rồi, thấy bạn ấy chưa? Nó vẫn còn chị sẽ làm bạn ạ. Ờ, mà bạn Bách ơi, hả? Nó vẫn yêu con Nương à? Đúng rồi. Ui, con Nương này đúng là ngu dốt. Đúng là cái bông hoa nhài đi cắm bãi phân châu bạn nhở? Đúng rồi. Con Nương này phải xứng đậm yêu bạn bạn ạ. Đúng rồi, bạn nói đúng đấy. Mà bạn Bách ơi, à? Bạn để tớ tán con Nương cho bạn xem này. Được, tớ tìm bạn. Ô, bạn Nương về đâu vậy à? Bao nhiêu năm rồi ấy, tớ vẫn thấy bạn đi xe đạp. Bạn vẫn chả khác gì ngày xưa, vẫn là một thằng nghèo hèn. Đúng rồi đấy. Bạn Hoàng à, tớ có đi xe đạp hay là đi bộ cũng chả có liên quan gì đến bạn. Bạn không phải coi thường tớ. Thôi bạn Hưng ạ, bạn đừng có sĩ diện đi. Không có tiền mua xe á thì thôi đừng có nói là đi bộ hay là đi xe đạp. Mà Hưng ạ, mày không thương con người yêu mày à? Để nó ngồi trên con xe này, tao nghĩ bây giờ nó đang bị đau đít lắm Hưng ạ. Em có thấy khổ không? Em không ạ. Đấy, bạn Hoàng thấy chưa? Xe ấy cũng chỉ là phương tiện đi lại thôi. Quan trọng bọn tôi hạnh phúc là được. Thôi Lương ạ, em ấy cảm thấy nó khổ ấy thì em cứ bảo là khổ đi. Nhìn em ngồi trên cái mớ sắt vụn này ấy, anh thấy em quá khổ luôn. Mà em đúng là một bông hoa nhài cắm trên một bãi phân trâu Lương ạ. Thôi bạn Hoàng ạ, bạn tránh ra để cho bọn tôi đi họp lớp. Em xuống xe. Tao không tránh ra ấy thì làm sao? Mà tao nói cái mặt mày ấy, đi họp lớp làm gì cho nó bẩn lớp ra. Đúng rồi. Bạn làm gì đây? Cái mặt mày tốt nhất đi họp lớp làm cái gì? Bạn thật là khinh. Bạn thật quá đáng ấy. Thôi bạn Bách ơi, mình đi thôi. Đi. Gần cái bọn này ấy, có khi mình còn nghèo lây. Đúng rồi. Em lên xe. Bạn ta, ơi, hôm nay họp lớp chắc là đi đông đủ lắm nhỉ? Ừ, hôm nay ngày lễ mà bạn. Thế thì dạo lại bạn đi làm gì? À, mình đi thợ xây rồi bạn ạ. À đấy ạ. Kém lắm. Thế còn bạn? Mình dạo lại đi buôn bán bất động sản thôi mà. Ui, thế chắc bạn giàu lắm nhỉ? Bình thường thôi mà. Thế thôi, hôm nay bây giờ mình ngồi đây trước rồi mình uống nước đi xong rồi mình chờ các bạn đến các bạn ạ. Ok bạn. Đi. Mà uống đi. Hello hai bạn. Chào bạn Quân, bạn Toàn nhá. Hai bạn đến lâu chưa? Mình vừa đến. Bọn mình vừa đến đấy bạn ạ. Lâu lắm không gặp hai bạn. Nhờ bạn Quân dạo nhìn phát tướng nhở. Bạn dạo này đi làm công việc gì? Mình dạo này đi buôn bán bất động sản nhỏ thôi mà. À, thế thì chắc là giàu lắm nhở. Bình thường đấy bạn. Thế bạn Tuệ đi làm gì mà trông bạn cứ gầy gò ốm yếu thế? Ui, mình đi thợ xây bạn ạ. À, đi thợ xây à? Khổ lắm. Tớ thì tớ sắp thầu mấy cái khu công nghiệp gì kia. Thì nay mai tớ bạn vừa dành về thợ xây thì bạn về làm cho tớ. Ok bạn. Ừ. Bạn Bách đi dạo này đi làm gì? Bạn ơi. Trời ơi, đi buôn sắt vụn như bạn ạ. À đấy ơi. À, dạo này có kiếm ăn được không bạn? Sắt vụn chắc giàu nữa đấy. Giàu đấy. Ừ, rồi. À.
trông bạn Bách thế này thôi, nhưng mà bạn là một ông chủ của một cái kho rất chi là lớn, nó tính bằng hecta không một cơ. Tính bằng tỷ tấn chứ không phải tính bằng mấy chục tấn đâu. Ồ, bạn Hoa Anh ơi, nếu bạn đi đường bạn có nhìn thấy Hưng với Lốc mà cả Lương không? Ôi, hai đứa đấy á, nó đi xe đạp còn lâu rồi mới tới. Đúng rồi đấy. Thế à? Mà hai bạn đi, tớ khát nước quá, cả lát tớ là uống nước đi. Bạn uống nước đi. Của bạn đây uống nước đi. Ô, chào các bạn nha. Lương nhá. Xin chào bạn Hưng, bạn Lương nhá. Ồ, thế các bạn đến lâu chưa? Mà tớ đến được một lúc rồi. Một lúc rồi bạn ạ. À, thế à? Mới đến à? Ô, thế bạn sao đến lâu đấy? À, bọn tớ nó bị hỏng xe một tí mà. Thế thôi, hai bạn uống nước đi bạn ơi. Uống nước bạn ơi. Rồi, các bạn hãy uống nước đi các bạn. Ừ, rồi. Mà mấy bạn ơi, mấy khi lớp chúng ta được họp đông đủ này, hay làm trận game giải trí đi. Ui, bạn nói đúng đấy bạn ạ. Nói đúng đấy bạn. Hay làm một trận mà bắt đi. Đi. Và bắt đi. Ok, chơi. Bạn Bách ơi, như đây. Bạn tao phòng đi. Tớ vào phòng rồi, mấy bạn vào chưa? Bạn vào phòng bao nhiêu đây? Ồ, thế bạn Hưng không chơi à? Bạn Hưng không vào à? Điện thoại của bạn đâu? Tớ dạo này tớ cai game bạn ạ, nên là tớ không chơi. Thôi thôi bạn Hưng ơi, bạn không có điện thoại dùng ý, thì bạn cứ nói thẳng ra là không có điện thoại dùng. Bảy đặt là cai game. Đúng rồi đấy. Thế bạn Hưng ơi, bạn không có điện thoại thôi, chơi game thôi à? Đây bạn Tuệ ơi, tớ điện thoại này không chơi được game. Sao thế nào bạn nghèo đấy? Bạn Hưng ơi, tớ nói thật với bạn nhá, bạn còn không bằng bạn Tuệ. Đúng đi rồi. Đi xây ý, nhưng mà có 14 Pro Max này. Đúng rồi. Tớ 14 này. Ai không bạn, luôn bạn này. Bạn Bách này, tinh dùng Sony với lại Oppo này. Đấy. Bây giờ ấy, thời đại này ấy, không ai dùng cái điện thoại đấy của bạn đâu bạn Hưng ạ. Đúng rồi. Bạn ngồi ở đây ý, tốt nhất ý, bạn mà ra đường gặp ai ý, thì đừng bao giờ bảo là học cùng lớp với tớ biết chưa. Đúng rồi. Tớ đấy nhục và xấu hổ lắm. Đúng rồi đấy. Thôi nhục anh em chơi game đi. Chơi game đi. Nhục. Đấy các bạn ơi, nhìn thấy chưa, nó biết nhục mặt nó về đấy. Đúng rồi. Thôi chúng mình chơi game đi. Chơi game đi các bạn ơi. Quan tâm gì lại nó. Đúng rồi. Cái thằng nghèo hèn đấy. Mà bảo Hoàng này, nhưng mà gặp cái tớ trong hoàn cảnh ấy, tớ bỏ về bạn ạ. Đúng rồi. Tớ cũng thế bạn ạ. Gặp cái tớ, tớ lấy cái bo ở cái bụi tre lại đeo vào mặt đi về luôn. Đúng rồi. Thôi chơi đi mấy bạn ơi. Chơi đi. Đây đây kia. Ô, em Lương à? Em đi bộ có cảm thấy mỏi chân không? Mỏi ạ. Mà anh khuyên thật đi, em bỏ mẹ cái thằng Hưng bên lốc nghèo hèn đấy đi. Yêu anh này, có xe đẹp. Thôi không được đâu anh ạ. Bọn em quen nhau được mấy tháng. Ui giời ơi. Thế bây giờ có yêu không? Anh cho em á? Đúng rồi, nếu mà yêu anh ý, anh tặng em con iPhone 14 Pro Max này luôn. Được. Thế thì lên xe. Đấy, thế bây giờ về nhớ chia tay thằng Hưng Vlog biết chưa? Chia tay luôn, vứt máy. Đấy, bây giờ em gọi thằng Hưng Vlog ra để chia tay. Vâng, đi. Alo, anh Hưng à? Em có chuyện muốn nói với anh. Anh ra cái chỗ mà lần đầu tiên chúng ta hẹn hò nhá. Em đợi ở đây. Ok. Ui, Nương à? Anh Hưng à? Sao em đứng ở đây, trong ngã đây? Em có... Thôi, anh không phải lo cho tôi. Sao lại em lại xưng tôi? Em có chuyện này mới muốn nói với anh. Em có chuyện gì em nói đi. Mình chia tay đi. Ơ, bọn mình đang yêu nhau hạnh phúc. Anh có làm gì lỗi với em đâu mà em chia tay. Hạnh phúc cái gì, anh xem bản thân anh đi. Giờ vẫn còn đi xe đạp, trong khi bạn bè anh đi SH kìa. Với lại con điện thoại ghẻ của anh ấy, người ta ba mắt hết rồi. Đây này, anh xem đi. Người ta còn tặng tôi đây này. Bây giờ tôi có người yêu mới rồi. Chia tay đi. Sao em lại chỉ vì vật chất mà em lại đòi chia tay anh à? Anh nói thật cho em biết nhá. Anh ấy, anh có đầy tiền. Anh không thiếu tiền mua ô tô, mua điện thoại đẹp đâu. Thôi anh nhìn mẹ cái mồm đi. Anh làm đéo gì có tiền. Này, tôi nói này, tôi yêu anh ba mắt rồi. Thế nhá, chia tay đi. Ôi em, xin em đừng đi đấy. Nương, em quay lại với anh đi. Làm sao? Mẹ ơi. Hả? Thế là con không lấy được vợ rồi mẹ. Thế làm sao mà không lấy được vợ? Yêu nhau mấy năm rồi mà lại không cưới còn để làm gì nữa mà không lấy được vợ. Bây giờ bạn gái con nó bỏ con rồi mẹ. Thế làm sao mà nó bỏ? Nó chê con không có điện thoại xịn. Nó bảo là
dùng cái điện thoại này mà bây giờ vẫn dùng thì dùng làm cái gì? Ôi quan ơi, thế thì bỏ cũng được. Cái người đàn bà mà lại hám vật chất như thế thì thôi, dẹp, không lấy vợ thì thôi. Nhưng mà con cay mẹ ạ, lũ bạn con nhá, cả nó nữa, khinh thường con. Bảo là cái loại nghèo hèn không cả có cái điện thoại xịn để mà dùng, giờ vẫn dùng con đen trắng như này. Thế là nó khinh gì? Đúng rồi. Mẹ ơi. Hả? Mẹ về cho con mượn tiền để con mua con iPhone 15 Pro Max, nó đang hot, để con ra con dạy cho mẹ học ấy. Thế thì tưởng gì? Thế đi về, mẹ vừa bán hàng xong mẹ cho tiền nhanh lên. Mẹ nói thật không? Thật. Mẹ quên cho con tiền nhá. Chứ bây giờ 30 tuổi đầu rồi chưa lấy vợ được thì chết già. Thế mẹ cho con điện thoại ấy, chắc chắn là con lấy được vợ. Ờ đi. Ai? Đây các bạn này, mình mua giá đây là 34.990.000 các bạn chưa? Sau mình được nhận máy 12 giờ đêm thì được giảm lại 1.500.000 thì giả lại cho mình luôn các bạn nhé. Bản màu xám đây các bạn này. Đây các bạn chưa? Màu xám. Nguyên siêu nhá. Ngửi đến mùi tiền này các bạn ạ. Đó. Rồi. Wow. Các bạn ơi. Toàn mua máy rồi các bạn này. Mới cứng luôn các bạn ạ. Cầm nó khác với con 14 các bạn nhá. Nó cầm cái nó kiểu như nó thích tay hơn, nó không kiểu sắc các bạn ạ. Đấy, viền titan các bạn ạ. Năm nay mình chọn màu này cho nó giống iPhone 15 bạn nhé. Bản màu xanh thì lại giống mình lại nhìn nó đẹp hơn đấy, nhưng mà nó lại mình lại giống iPhone 12 các bạn ạ. Thì nhìn cái màu này thì nó nhìn phát biết ngay là 15 các bạn nhé, cho nên là mình lựa chọn cái màu xám này các bạn, màu lông chuột các bạn nhé. Đấy, khá là đẹp. Năm nay có cái cổng khác một tí các bạn này, đây là dây sạc các bạn ơi. Đấy, cổng tai si các bạn ạ. Đấy, không, nó khác hẳn những chân sạc của 14, 13, 12 các bạn nhé. Đây là cổng tai si các bạn này, hai cái này. Dây của nó kiểu như là dây lỉ các bạn ạ. Nó khác với dây nhựa trước các bạn nhé. Xem còn cái gì đâu, không cho cái sạc, có mỗi cái chọc sim thôi. Đấy, bây giờ công đoạn bật máy đấy các bạn nhé. Nhẹ đấy các bạn ạ, thích tay đấy. Đấy các bạn nhìn chưa, quả táo bạn nhá, thích các bạn ạ, hồi hộp đẹp, mình lấy màu đẹp chưa. Đấy, bắt đầu kích hoạt đây là mất tiền rồi đó các bạn này. Đây là con 14 màu tím năm ngoái bạn nhé, còn đây năm nay 15 màu xám bạn này, khác hoàn toàn nhau. Thôi thì chả có gì khác biệt các bạn ạ, khác nhau mỗi cái mình nhìn thấy khác ở chỗ này này, cái nút im lặng này, ở đây đó là bấm các bạn nhé, còn đây là gạt các bạn này. Tuấn tặng mình luôn ốp này các bạn này, nhìn xịn xò không, ốp xịn đấy các bạn nhé, đó nhìn rất đẹp, cảm ơn Tuấn rất là nhiều nhé. Hôm nay Tuấn ưu ái mình rất nhiều, nhận máy sớm, cho mình ưu tiên mình nhận máy sớm các bạn ạ. Đặt từ mấy hôm rồi các bạn ạ, may mắn là còn máy các bạn ạ. Thì các bạn ơi, khả năng bây giờ mình sẽ đi về nhé, ngày mai mình sẽ review cho các bạn ban ngày nó đẹp hơn các bạn nhé. Đấy, ok, cảm ơn rồi. Rồi các bạn ơi, mình đã đi về các bạn nhé. Đó, hôm nay ban ngày mình review kỹ hơn cho các bạn xem này. Đấy, mình mới mua được con iPhone 15 Pro Max. Xin nghe các bạn nhé. Đấy, có con này cái mình đẹp trai hơn hẳn các bạn nhỉ. Thế này á, con người yêu mình nhá, nhà cái lũ bạn á, đòi khinh thường mình á, còn lâu các bạn nhé. Đây các bạn này. Đấy, nhìn chưa, màu xám các bạn nhé, titan, bản titan tự nhiên luôn các bạn ạ. Đấy, và đây là cái hình của mình các bạn nhỉ, rất là đẹp trai các bạn chưa. Đó, con này của mình là 256GB các bạn nhé.
Đấy, mình sử dụng con này tầm 256GB là quá đủ dùng rồi các bạn này. Đấy, đây các bạn nhìn này. Đấy, iPhone 15 bạn nhé. Nhìn chưa, 15 Pro Max các bạn này. Đó, bây giờ mình cho sáng hết lên cho nhìn rõ nhé. Đấy, 256GB. Đấy, năm nay nút bấm của nó là cái nút này khác nhau này. Nút này là nút bấm bạn nhé, để bật im lặng hay là chuông này. Đấy, cam của nó thì vẫn 3 mắt. Màn hình của nó thì tràn viền hơn bạn này. Đấy, màn hình của nó tràn viền hơn. Đấy, tràn viền hơn. Cái lớp này thấy mọi người bảo là dễ vỡ bạn ạ. Mình không biết là có dễ vỡ hay không, nhưng mình chưa biết các bạn nhé. Đó, nhìn khá là đẹp. Và mình rất thích bản màu xám này các bạn nhé. Mình thấy là có bản màu xanh mọi người cũng khen đẹp, nhưng mà nhìn cái bản màu xanh nó giống iPhone 12 mình lại không thích các bạn ạ. Mình nhìn con, các bạn mua 15 các bạn nhìn con màu xám này các bạn biết ngay nó là con iPhone 15 bạn nhá. Đấy, cho nên là mình nghĩ là mình khuyên các bạn là lên mua bản màu xám đẹp hơn đấy các bạn ạ. Đó, mỗi người một mắt đấy các bạn ạ. Nhưng mà nhìn con này giống con 15 thì đặc trưng của nó là 15 nên là đặt con này hơn các bạn ạ. Đấy, khá đẹp. Cầm rất là thích tay các bạn ạ. Đấy, nghe gọi nó tự tin, đẹp trai các bạn ạ. Đó, iPhone 15 Pro Max xin nghe. Ừ. À, mình mua con này có ba mấy triệu thôi mà. Rẻ. Ừ. Nghe rõ thật các bạn ạ. Âm thanh nó thích. Đấy, 3 cam nhá, 3 viên tổ ong rất là đẹp. Đấy, cầm nó không bị bám vân tay các bạn ạ. Rất thích tay. Nhẹ hơn con 15. À, nhẹ hơn con 14 bạn nhá. Đây là con 14 các bạn nhìn này. Đấy, con 14 bạn nhìn chưa. Đấy, 15 nó nhẹ hơn các bạn ạ. Đó, nhẹ hơn. Test cam bạn nhé. Đây, test cam bạn này. Đây là 1x này, 0.5x này, 2x này, 5x này. Đấy, rõ chưa? Quay video quá đẹp. Đấy, quá đẹp luôn. Đấy, nó có cả cái vạch ngang này để cân bằng máy các bạn nhé. Quá đẹp bạn nhỉ. Rồi, thôi con này thì cũng nhiều idol review rồi các bạn ạ. Đấy, mình có review nữa hay là thế nào đi nữa thì cũng thế thôi. Nhưng trước mắt là mình là người thứ L có con iPhone 15 này. Và bây giờ mình sẽ đi dạy cho con người yêu mình một bài học này, và cái lũ bạn của mình coi thường mình một bài học các bạn nhé. Các bạn hãy đi theo mình, mình sẽ dạy cho chúng nó một bài học. Mà mấy bạn đi hả? Hay là mấy anh em mình đỗ đây chơi trận game đi. Đi bạn ơi. Làm. Ui, bạn ơi, bạn mới mua điện thoại mới à? Anh yêu mua cho tớ ấy. Ui, bạn cắm đúng đúng thuận này là chuẩn đấy. Chứ bạn ấy cắm phải đúng thuận thằng hướng với ốc ấy. Bạn nhục lắm bạn. Bạn bác gì? Sao bạn bảo tớ là đúng phân? Gì vậy? Bạn phải bảo là cắm ở đúng cái lọ hoa đẹp, loại hoa xịn, hàng cổ biết chưa? Đúng rồi đấy. Bạn lại bảo bóng phân. Bạn vào phòng cơ. Tớ vào rồi bạn ơi. Bạn rồi bạn ơi. Chưa rồi bạn ơi. Ôi. Mấy bạn chơi game à? Ai bạn bè gì với mày? Đúng rồi, ai bạn bè gì với mày? Mấy bạn ơi, cho tớ chơi cùng nữa. Thôi. Mày cái điện thoại đấy thì chơi cái gì? Đúng rồi. Mấy bạn ơi, hôm nay tớ có điện thoại mới rồi. Cho tớ chơi cùng nữa. Bạn Hưng ơi, iPhone 15 Pro Max à? Chính xác. Điện thoại của bạn. Mấy bạn ơi. Bạn Bách ơi. Gì? Như này đã đủ chơi được game chưa? Bạn đủ đẳng cấp chơi game cũng mất tới rồi. Bạn Hưng ơi. Ơi, bạn mượn của ai hay là ăn trộm đấy? Đúng rồi, hình lại của tớ đẹp thế này, bạn bảo là mượn của ai? Mà bạn Hưng ơi, bạn mua con iPhone 15 của tớ mắc này bao nhiêu tiền đấy? Con này của tớ có ba mấy triệu rồi bạn ạ. Ui, giàu thế. Hưng ơi, cho em mượn thử quay tâm to và xem có LED không? Thôi em ơi, con này nó không bằng con iPhone 14 này đâu. Em ạ, thôi em dùng con này sướng hơn. Mấy bạn ơi, hả? Máy tới như này liệu có chơi được game không mấy bạn nhỉ? Chơi được không? Thế mấy bạn cho tớ chơi cùng nữa. Được. Ok. Đi vào phòng đi cho tớ chơi cùng đi. Ở đây sóng yếu thế nhỉ? Vào máy được. Sóng yếu thế. Mình sao mà lag vậy? Sao mấy máy của bạn mấy bạn chán thế nhỉ? Mấy bạn máy bạn mình sao đây? Máy của mình cứ như thế nào? Sóng nó yếu. Thôi mấy bạn ơi,
khả năng là nói thật mấy bạn nhá, mấy máy của mấy bạn đẻo quá cho nên là nó giật lag đấy, chứ vào chơi này tớ gánh team. Thôi tớ không chơi mấy bạn nữa đâu, là sao các bạn về mua máy xịn hơn đi nhá. Tớ nói thật các bạn ạ, ở đời đừng có bao giờ coi thường người khác, cười người hôm trước hôm sau người cười lại, nhớ chưa? Bạn bỏ tiền ra mà mua máy mới đi. Thôi mấy bạn ơi, mạng cũng nát lắm, thôi không chơi nữa, đi về đi. Đi về đi. Mạng yếu thật là hoàng.